Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Ca sĩ Trâm Anh qua đời ở tuổi 36. Trao đổi với Zing, đại diện của Trâm Anh cho biết nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào 7 giờ sáng 1 tháng 6 tại California, nước Mỹ. Gia đình đang lo liệu hậu sự. Đầu năm 2021, trước ngày sinh nhật tuổi 36 không lâu, Trâm Anh phát hiện mắc ung thư gan. Cô ấy đã khóc khi nhận kết quả từ bác sĩ. Nữ ca sĩ chỉ cầm cự được 5 tháng. Người này cho biết, đại diện của Trâm Anh thông tin thêm, nữ ca sĩ là mẹ đơn thân, có con trai 5 tuổi. Cô từng là y tá trên các chuyến bay quốc nội tại California. Chia sẻ với Sinh, Phi Nhung cho biết Trâm Anh là một đồng nghiệp của tôi, cô ấy cũng làm y tá cùng với con gái tôi. Tôi sốc khi biết tin em qua đời vì ung thư gan, xin chia buồn cùng gia đình em. Ca sĩ Trâm Anh sinh năm 1985, cô được khán giả biết đến qua một số ca khúc như Lẻ Loi Ngày Không Anh, Thiên Đường Tình Yêu, Không Cần Nói. Nữ ca sĩ có vẻ ngoài cá tính và giọng hát nội lực. Trong ký ức của đồng nghiệp, Trâm Anh tính tình hiền lành, vui vẻ và dễ gần. Tôi từng làm việc với Trâm Anh trong một chuyến lưu diễn và quay hình tại Bangkok, Thái Lan. Cô ấy có giọng hát đẹp, tôi sẽ luôn nhớ về cô bé đáng yêu và hiền lành này. Yên nghỉ em nhé. Nhạc sĩ Kevin Khoa chia sẻ.